Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 29 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội tiếp tục thảo luận một số dự thảo luật. Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Văn Lâm. Sôi nổi hội thi bí thư chi bộ giỏi tại các chi đảng bộ cơ sở. Phát huy vai trò đảng viên trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Động. Khởi sắc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tại Hưng Yên. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, hôm nay 29 tháng 10, Quốc hội dành cả ngày để nghe và thảo luận hàng loạt dự án liên quan đến lĩnh vực tài chính như đầu tư công, chứng khoán, kiểm toán, ngân sách nhà nước. Trong phiên thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đưa ra ý kiến không quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ thông qua các sàn thương mại điện tử bởi sẽ làm thất thu rất lớn ngân sách và tình trạng xé nhỏ giá trị đơn hàng để tránh thuế. Trong mấy ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là có một số cái sàn thương mại điện tử của nước ngoài thì đang bán hàng với giá trị rất là nhỏ và rất là thấp, rất là rẻ và rất là cạnh tranh. Và nếu chúng ta không có những giải pháp sớm thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái ngành sản xuất trong nước. Lý do thứ ba là việc miễn thuế đối với các hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ, chủ yếu là để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Về quy định nhà quản lý sàn giao dịch điện tử và nhà quản lý nền tảng số thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho các hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, có đại biểu cho rằng nên cân nhắc kỹ bởi quy định này sẽ đặt thêm gánh nặng cho các sàn giao dịch điện tử, ảnh hưởng đến sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Tôi cũng đề nghị là cần cân nhắc nội dung này vì sàn thương mại điện tử chỉ là một doanh nghiệp trung gian thực hiện nhiệm vụ cầu nối giữa người mua và người bán. Quy định như dự thảo vô tình tạo ra gánh nặng tuân thủ lớn cho các sàn thương mại điện tử, nhất là việc giải đáp thắc mắc khiếu nại liên quan đến việc nộp thuế thay khách hàng. Mặt khác, sàn thương mại điện tử cũng không thể xác định được giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc có được bất kỳ thông tin nào về sản phẩm, mà hầu hết thông tin đều do người bán tự kê khai. Do đó, tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng vì đây là nội dung khó khi thực hiện vào thực tiễn. Đặc biệt, theo các đại biểu, nhiều nước trên thế giới, các sàn thương mại điện tử có thể sử dụng hệ thống điện tử chung để báo cáo nộp thuế giá trị gia tăng cho tất cả các giao dịch trên một cổng duy nhất. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, cần có những quy định cụ thể trong luật này và luật quản lý thuế về lộ trình triển khai thực hiện, bảo đảm phù hợp trong việc kết nối, hoàn thiện các hệ thống thông tin hỗ trợ các sàn thương mại điện tử thực hiện trách nhiệm của mình. Tham gia thảo luận ở tổ trong phiên họp buổi chiều về dự án luật đầu tư công sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Đoàn Thị Thanh Mai tham gia ý kiến đối với luật chứng khoán và luật kiểm toán độc lập, cho rằng đề xuất kéo dài thời gian hạn chế chuyển nhượng lên tối thiểu 3 năm, không phân biệt giữa nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ là rào cản rất lớn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, làm mất cơ hội cho cả nhà đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng huy động nguồn lực và vốn của tổ chức phát hành. Tôi đề nghị tiếp tục rà soát cần có một cái giải pháp cân bằng giữa tổ chức phát hành, tức là cái cơ quan thu hút vốn, và cái nhà đầu tư, tức là cái người mà được thu nhận cái lợi nhuận hợp lý sau một cái thời gian đầu tư, và từ đó sửa đổi bổ sung cho phù hợp. Trường hợp mà chưa có giải pháp nào mà tốt hơn thì tôi đề nghị là giữ nguyên như quy định của luật hiện hành. Theo đó thì việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ và trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu chỉ là 1 năm thôi đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Góp ý về luật đầu tư công sửa đổi, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị đối với tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C, chính phủ cần làm rõ căn cứ để đưa ra mức tăng tiêu chí vốn phân loại cụ thể. Vì sao tiêu chí vốn dự án quan trọng quốc gia tăng 3 lần trong khi dự án nhóm A, B, C lại tăng 2 lần? Sửa đổi luật đầu tư công, sửa đổi các quy trình tháo gỡ vướng mắc bất cập của luật hiện hành. Nhưng mà sửa thì sửa, nhưng mà nó phải bám sát giải quyết được vấn đề của thực tiễn đặt ra. Để mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng như trong dự thảo luật, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần đánh giá kỹ cái tác động của chính sách trong thực tiễn, nhất là năng lực triển khai thực hiện của địa phương. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ tổ chức kỳ họp thứ 16 khóa 20, kỳ họp chuyên đề bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Yên Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và một số nội dung khác.
Dự kỳ họp có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp thảo luận thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Yên Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình dự án sử dụng vốn đầu tư công của huyện, bổ sung danh mục và phân bổ dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại hội nghị này. Sáng nay, huyện Văn Lâm tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Tới dự có Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp trong tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng khi chuyển địa phương và các trạng thái về quốc phòng trong tổ chức chuẩn bị và thực hành. Đồng thời, thông qua diễn tập nhằm kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, từng bước xây dựng bổ sung các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Cuộc diễn tập bế mạc vào ngày 31 tháng 10. Những ngày này, các đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đang tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Đây là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy có điều kiện để học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng đảng. Trong sáng nay, ngày 29 tháng 10, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Thí sinh là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy phải trải qua các phần thi gồm thi viết, tự giới thiệu, trả lời câu hỏi của ban giám khảo và thi thuyết trình. Kết thúc buổi thi, mỗi đơn vị chọn thí sinh đoạt giải cao tiếp tục tham gia hội thi bí thư chi bộ cấp huyện và tương đương, sau đó tiếp tục lựa chọn thí sinh để tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2024. Cuộc thi thực sự là một cái nơi mà để chúng tôi được giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kiến thức về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của chi bộ vô cùng ý nghĩa. Khi nhận được một cái giải cao của hội thi dành cho mình, tôi vô cùng là phấn khởi, thực sự cũng rất là cảm động. Mình cũng đã hoàn thành xong được cái hội thi mà anh chị em trong chi bộ nhà trường mong muốn đặt niềm tin ở mình. Nếu được tham gia tiếp tục thì sẽ cố gắng để hoàn thiện và tốt hơn. Trên địa bàn tỉnh còn có hàng nghìn thí sinh đã và đang tham gia hội thi do đảng bộ các xã và tương đương tổ chức. Hội thi là dịp để các đồng chí bí thư chi bộ tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu sắc các nghị quyết của đảng và trao dồi kiến thức kinh nghiệm trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ, góp phần nâng cao trình độ, năng lực rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo ở các chi bộ. Thông qua hội thi, các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình hoạt động và chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó đề ra giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động và sinh hoạt chi bộ của đội ngũ bí thư chi bộ, phát hiện và bồi dưỡng bí thư chi bộ giỏi có triển vọng phát triển để đề xuất bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong thời gian tới. Bằng việc xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng và tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu hướng đến huyện đô thị văn minh hiện đại. Thời gian qua, huyện Kim Động đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn tại đây với những gam màu sáng, xanh, sạch đẹp. Do các tuyến đường thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh đều là các công trình như nhà ở, tường rào đang phá rỡ, xây sửa lại. Đây là kết quả của quá trình vận động người dân hiến đất, mở rộng các tuyến đường. Một trong những cách làm có sức lan tỏa là các gia đình đảng viên trong thôn đều đi trước, hiến trước. Đơn cử như ngôi nhà của đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn Nguyễn Thị Hà được phá dỡ đầu tiên với diện tích hiến hơn 20m². Công trình tường rào, cổng nhà của đồng chí Trần Quang Thủy, chủ tịch hội cựu chiến binh xã hiến trên 10m². Gia đình đảng viên Nguyễn Trọng Đông phá dỡ công trình phụ và hiến đất với giá trị trên 50 triệu đồng. Sau khi mà có cái chủ trương như vậy thì gia đình tôi cũng đã bàn bạc phá ra để làm lại, hiến hai mặt đường ra là hơn 20m². Mình nghĩ rằng đấy là cái trách nhiệm của mình, thì mình phải đi đầu trong mọi công việc thì là nhân dân mới có cái tinh thần để có cái động lực để cùng làm theo.
Tại chi bộ thôn Mai Viên, xã Song Mai, trong hơn 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì cũng bằng ấy thời gian, gần 60 đảng viên trong chi bộ đều đồng thuận với cách làm. Nếu cần đóng góp, đảng viên đóng góp nhanh hơn, nhiều hơn. Nếu cần hiến đất, đảng viên hiến sớm nhất và nhanh nhất. Điều này được đưa vào nghị quyết của chi bộ rõ ràng và đã trở thành việc làm xuyên suốt, thường niên tại đây. Các con đường hoặc là những cái khu tập thể, khu thể dục thể thao này thì nhân dân thì đóng góp khoảng chừng 200.000 thôi. Thế nhưng mà đối với đảng viên ấy, thì mỗi một đồng chí thì cố gắng tức là đóng góp khoảng 1 triệu đồng. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau cũng chính là cách làm hiệu quả mà các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã và đang làm để tuyên truyền vận động và để người dân ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương trong xây dựng kiến thiết cơ bản, nhất là về lĩnh vực giao thông. Kết quả, từ năm 2022 đến nay, nhân dân toàn huyện đã đóng góp gần 500 ngày công, hiến trên 6.000 m2 đất, chủ yếu là đất thổ cư để làm đường. Tiêu biểu như tại các địa phương Hiệp Cường, Vũ Xá, Đức Hợp, Ngọc Thanh, Chính Nghĩa. Gia đình nhà tôi là hai con đảng viên, mà hai con là cán bộ. Bên này cũng là gia đình đảng viên, cũng là cán bộ và xung quanh đây đều gia đình đảng viên làm mẫu đầu tiên để hiến đất cho làng. Những đồng chí, những gia đình là cán bộ đảng viên ở trên cái tuyến đường đó và thực hiện cái việc tháo dỡ những cái tài sản trên đất thì chúng tôi thấy rất là thuận lợi. Còn những cái tuyến đường mà không có những đồng chí đảng viên hoặc cán bộ ở đấy thì cái công tác tuyên truyền nó sẽ phải kiên trì và lâu dài hơn. Ngoài việc tiên phong gương mẫu đi trước, làm trước, các đồng chí cán bộ đảng viên còn thường xuyên đôn đốc tuyên truyền và hướng dẫn người dân tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng. Từ đó, không những giúp đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ đảng cơ sở và tăng tình cảm gắn kết làng xóm để cùng nhau xây dựng quê hương. Hiện nay, tiến độ công tác lập quy hoạch, lập chương trình và thực hiện chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị, khu vực phát triển đô thị trong tỉnh còn chậm so với yêu cầu đề ra. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025 phải công nhận khu vực của 3 huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Khói Châu đạt tiêu chí đô thị loại 4, các khu vực của 2 xã Thọ Vinh, Phú Thịnh, Kim Động đạt tiêu chí đô thị loại 5. Tuy nhiên, đến nay, các khu vực này mới có quy hoạch chung thị trấn huyện lỵ và quy hoạch xây dựng vùng huyện, chưa có quy hoạch chung đô thị. Mặt khác, công tác quy hoạch phát triển đô thị chưa gắn liền với công tác quy hoạch đơn vị hành chính đô thị, chưa thành lập được các đơn vị hành chính đô thị đối với các khu vực được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị. Bên cạnh đó, còn một số khó khăn khách quan như các đồ án quy hoạch đô thị Văn Lâm, Yên Mỹ, Khói Châu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và được lập trên cơ sở quy hoạch quốc gia về hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh. Các quy hoạch này hiện chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, các khu vực công nghiệp trong tỉnh Hưng Yên có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực tốt nên kết quả thu hút dự án vào đầu tư qua 10 tháng năm nay tiếp tục đạt những con số ấn tượng với tổng số vốn đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ. Trước khi quyết định lựa chọn đầu tư vào Hưng Yên, gần 20 nhà đầu tư tại khu công nghiệp sạch của Hàn Quốc đều có đánh giá Hưng Yên là địa điểm lý tưởng của các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm nơi dừng chân của mình. Với ưu thế riêng biệt nằm ở vị trí chiến lược liền kề thủ đô Hà Nội và gần các cảng biển, sân bay, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nguồn nhân lực đã qua đào tạo dồi dào, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. Nhờ đó mà diện tích doanh nghiệp đến thuê đất trong khu nhanh chóng đạt trên 43% tổng diện tích. Được thành lập vào tháng 9 năm 2021, tính đến thời điểm hiện tại, khu công nghiệp sạch đã thu hút được gần 20 dự án đầu tư, chủ yếu tập trung vào sản xuất gia công linh kiện, thiết bị điện tử và dịch vụ kho bãi, với tổng vốn đầu tư vượt qua 140 triệu đô la Mỹ. Đây thực sự là một thành công đáng khích lệ, không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của khu công nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mà còn thể hiện niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tiềm năng phát triển của khu vực. Không chỉ số dự án vào đầu tư tăng khá, số vốn giải ngân cũng đạt những con số ấn tượng, với tỷ lệ vốn đã giải ngân trên số vốn đăng ký đạt khoảng 70%. Tiêu biểu phải kể đến khu công nghiệp Thăng Long 2 của nhà đầu tư Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, công ty Likuji 18.3 cùng với chủ đầu tư khu công nghiệp Thăng Long 2 triển khai xây dựng hạ tầng, nhà xưởng doanh nghiệp trong khu không chỉ đảm bảo tiến độ, chất lượng để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đi vào hoạt động, mà khối lượng xây dựng, giải ngân vốn cũng tăng theo từng năm. Năm 2023 gấp đôi năm 2022, 10 tháng đầu năm 2024 gấp 2 lần cả năm 2023.
Trong những năm gần đây thì tỉnh Hưng Yên đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào đây. Trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản là luôn luôn dẫn đầu trong công tác là đầu tư hạ tầng. Khi công tác hạ tầng đầu tư gần hoàn thiện thì các doanh nghiệp đầu tư thứ cấp đã vào và tiếp tục triển khai các hạng mục thi công nhà máy sản xuất trong các khu công nghiệp. Và đây là những điểm sáng của tỉnh Hưng Yên cũng như là của các doanh nghiệp nước ngoài trong năm gần đây. Lũy kế đến tháng 10 năm nay, trong 17 khu công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên đã đi vào hoạt động và đang xây dựng hạ tầng, thu hút 612 dự án đầu tư với số vốn đăng ký 15,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó 78,4% số dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 82.500 lao động, nộp ngân sách nhà nước 2.800 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ xây dựng 30 khu công nghiệp với quy mô trên 9.500 ha để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đến đầu tư. Chắc chắn thu hút dự án vào đầu tư trong các khu công nghiệp sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa. Từ 26 tới 29 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố Hưng Yên năm học 2024-2025. Tham gia hội thi có 17 giáo viên với các môn tin học, âm nhạc, thể dục, khoa học tự nhiên, khối 6, 7 và 8. Các thí sinh trải qua 2 phần thi, trình bày biện pháp có phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch dạy học tại thời điểm diễn ra hội thi. Hầu hết các giáo viên tham gia thi đã phát huy được lợi thế và sở trường của mình trong quá trình thực hiện bài thi. Đặc biệt, một số giáo viên đã mạnh dạn chọn đề tài mới và thể hiện khá thành công. Kết thúc buổi thi, 17 giáo viên tham dự thi được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở thành phố Hưng Yên năm học 2024-2025. Xác định dù kỳ thi tuyển sinh lớp 10 áp dụng theo phương án nào thì điều cốt lõi vẫn là đảm bảo kiến thức cho học sinh. Thời điểm hiện tại, các trường trung học cơ sở tại Hưng Yên vừa tập trung dạy kiến thức theo kế hoạch năm học, vừa xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp cho học sinh khối 9. Năm 2025, năm đầu tiên cả nước tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương án tuyển sinh chính thức, nhưng em Đạt không cảm thấy căng thẳng lo lắng bởi điều quan trọng nhất với Đạt là đảm bảo kiến thức sẵn sàng cho mọi hình thức thi. Em sẽ bồi dưỡng thêm tất cả các kiến thức, tất cả các môn. Nếu mà sở mà ra môn thứ 3 thì em sẽ dành nhiều thời gian hơn với môn ý. Em nghĩ là vào môn nào thì em cũng có đủ kỹ năng để vượt qua. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 định hướng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời. Do đó, dù thi môn gì, hình thức nào thì điều cốt lõi vẫn là đảm bảo kiến thức. Chắc kỹ năng làm bài là hành trang quan trọng để các thí sinh bước vào kỳ thi. Ngay từ đầu năm học, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và ôn tập cho học sinh. Đảm bảo hoàn thiện chương trình của trường lớp. Ngoài ra thì cũng có một số các cái chuyên đề về buổi chiều để làm sao mà vừa giảng dạy các chương trình cơ bản trường lớp và lồng một số các form đề từ những năm trước để tham khảo để chuẩn bị kiến thức cho con. Đặc biệt nhất đó là về mặt tinh thần, nhắc các con rằng là tổ chức thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm đầu tiên, về cơ bản về mặt kiến thức không có gì gọi là quá xa vời so với những năm trước cả. Dự thảo phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2025 quy định hình thức thi tuyển gồm 3 môn: toán, ngữ văn và một môn thi thứ 3 hoặc bài thi tổ hợp do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Phương án này đã được tỉnh Hưng Yên áp dụng trong nhiều năm. Dù đã quen với hình thức thi này, thầy và trò các trường học đều mong sớm có phương án chính thức hoặc bộ đề minh họa, bởi đây là năm đầu tiên thi theo chương trình mới. Tổ nhóm chuyên môn có họp và có trao đổi với nhau về những cái định hướng mới của kiểm tra đánh giá của thời điểm hiện nay và xây dựng các cái ma trận đề từ ngay từ đầu những năm học, cũng rất là mong đợi có được những cái định hướng chính thức từ Bộ Giáo dục và từ Sở Giáo dục để phụ huynh, học sinh và cũng như các thầy cô trực tiếp giảng dạy sẽ có những cái định hướng cụ thể để ôn tập. Tuyển sinh lớp 10 dù bằng phương thức nào cũng hướng đến lựa chọn những thí sinh đầu vào có kiến thức, có kỹ năng phù hợp. Kết quả tốt sẽ dành cho những học sinh có sự chuẩn bị kỹ càng về kiến thức và tâm lý ổn định. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.